Sở dĩ tôi vẫn còn đủ sức để đi hát rong hay là ngồi viết nhạc, viết sách, tại vì ngày nào tôi đi tập thể dục. Ở bên Mỹ ấy, thì người Mỹ có những cái phòng tập thể dục, trong đó có tập hơi, có các tập thể dục rất là tối tân. Nhưng một người mà năng mà như thế tôi như vậy là chắc chắn là phải cải lão hoạt động nhanh chóng. Thế còn cái một ngày rời của tôi đó thì nếu tôi không đi hát, tôi dậy sớm lắm, 4 5 giờ là tôi ngồi trước cái máy tính toán, viết nhạc, viết sách. Thì máy tính toán nó giúp tôi làm việc hết sức là nhanh chóng, dễ dàng, ví dụ như trước kia tôi phải bỏ một ngày rời để viết một bản nhạc thì chỉ 2 phút, bản nhạc hiện lên trên ekran, xong rồi lại in ra để cho tôi nghe những nhạc muốn biết. Cái máy điện toán nó còn là cái phòng thu thanh để lúc cần thì tôi hòa âm phối khí giữ lại cho tôi để cái việc đem ra để làm CD thôi. Nếu nói về ý lợi của điện toán thì giải lao bất tử, thế nhưng mà khi mà làm việc xong rồi đó, thì là khoảng buổi trưa thì tôi lái xe đi làm những việc mà bạn bè uống cà phê tán phét. Chưa về để tôi chơi với các con các cháu. Buổi tối thì làm qua tivi, có khi đến 12 giờ đêm. Đó là một ngày.